Chiều 14 tháng 1 tại trụ sở Báo Nhân dân, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã chủ trì lễ phát hành và trao Báo Nhân dân Xuân Nhâm Dần 2022 tặng cán bộ chiến sĩ biên giới hải đảo. Đây là hoạt động truyền thống thường niên do Báo Nhân dân và các bộ ban ngành doanh nghiệp tập đoàn phối hợp tổ chức vào mỗi dịp Tết đến xuân về. trong điều kiện còn nhiều khó khăn của dịch bệnh COVID-19, song tập thể những người làm báo đảng đã tích cực, chủ động phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ, mở rộng việc phát hành báo nhân dân đến cơ sở, địa phương, đơn vị. Hơn 300.000 tờ ấn phẩm nhân dân Tết Nhâm Dần 2022 đã được phát hành. Báo Nhân dân và các đơn vị đồng hành trao tặng gần 50.000 số báo đến cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Quân khu 2, Bộ Tư lệnh Thông tin Liên lạc nhân dịp này báo nhân dân cũng gửi tặng sách quý của tổng bí thư nguyễn phú trọng đến các chiến sĩ biên giới hải đảo đây là những món quà tinh thần giàu ý nghĩa kịp thời động viên các chiến sĩ phải đón tết xa gia đình làm nhiệm vụ canh giữ và bảo vệ biên cương biển đảo của tổ quốc